Em vừa về tiếp một mẫu Innova cô chú anh chị. Em là sản xuất năm 2006 nha, xe đẹp lắm bà con. Đời 2006 đời đầu á. Hai cụm đèn là mới tinh luôn. Nha. Nước sơn bên ngoài này khá là ok nè cô chú anh chị nè. Được cái liền lẹt không cứng không lỗi bất cứ một khoản gì luôn. Nói chung là mẫu này là keo chỉ rin hết 100% bà con ạ. À. Mâm đúc nguyên bản của dòng Innova nè. Gầm bọc ở trong khá là ok. Đây bà con trải nghiệm phần gầm nè. Anh chị thấy phần gầm đời 2006 không? Gầm rin theo xe á. Được chưa bà con có biết? Nước sơn bên ngoài bật xe nó bộ áo màu vàng két nhá. Sơn si là khá là chuẩn nè. Đó thùng mình em nó căng bóng mà. G xịn cả miếng dây phía sau 49E14207 nha bà con. Nước sơn ok không? Nè, sơn si chất sơn rin còn. Thùng mình tôn nè. Tôn mỏng lắm. Bỏ sau thì còn được ở tầm 40% thôi. Gầm bọc ở trong là nguyên bản nguyên rin nè. Anh chị thấy chưa? Nó gầm đẹp không? Gầm khá là đẹp nha bà con cô bác nha. Option nội thất ở trong sạch sẽ. Nói chủ nhà bọc ghế da mới tinh xịn sò. Nói chung nội thất đẹp nha cô chú anh chị. Nội thất đồng sơn tôn bên ngoài đẹp. Nắp cabo còn chưa mở mà, biết rồi. 7 chỗ ngồi nha cô chú anh chị, 2.0 lít. Hàng G xịn sẽ trang bị là ABS, được cái keo nè. Keo rin hết toàn tập 100%. Có hệ thống lốc khóa cho em an toàn đầy đủ các tính năng rồi bà con ạ. Anh chị coi đây chất sơn rin nè. Tán chưa mở luôn, đẹp không? Đây nè. Đó, quay chi tiết cho bà con coi nhé. Ghế sạch sẽ không? Option của đời 2006. Vô lăng 4 chấu nguyên bản nha. Số máy là nguyên bản nguyên rin hết à. Em này máy rin số rin. Tuyệt đối 100%. Bốn cánh cửa tắp bi, những vân gai hầu như là khá là đẹp nè. Keo nè. Keo rin hết toàn tập. Em này đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nha cô chú anh chị. Cản trước có sơn lại. Cản trước có sơn lại nha bà con ha. Mấy mẫu này thì cả bao nhiêu năm rồi, chạy thời gian 5 tháng chắc chắn phải có sơn rồi. Chứ còn mà kêu rin đâu ra. À, trải nghiệm vô phần option nội thất cùng với Trần Anh nè. Vô lăng 4 chấu nè. Trang bị màn hình cam gia đầy đủ các tính năng rồi. Ghế sạch sẽ chưa? Ok siêu bà con cô bác. Bố kính cửa tắp bi khá là đẹp nè. Tay nắm inox keo là keo rin hết toàn tập nha. Đây mời bà con cô bác trải nghiệm tiếp tục phần máy nè. Đi được 67.400 rồi, em này tua đồng hồ rồi. Lắc chìa khóa luôn, đây nè. 67.400 tua đồng hồ rồi, trợ lực nè. Trợ lực em này cực kỳ là đầm. Vô lăng củ số nè, củ số rin theo xe nè. Trang bị nè. Cả miếng ve là xung kính xung gương, máy lạnh. AC. Mở phát có lạnh. Máy lạnh. Mở phát lạnh ngắt rồi nha cô chú anh chị. Nói chung mẫu thương hiệu của Toyota đi thì phải gọi là cực kỳ là đầm. Mẫu này đầm và cái thứ hai là Trần Anh muốn nhấn mạnh là độ tiết kiệm nhiên liệu của em này có, nó rơi đâu đó nằm tầm 9 đến 10 lít thôi. Tùy vào cô chú anh chị chạy. Bà con chạy mà chở nhiều người mà đi đồi đi núi thì chắc chắn là phải 10 lít là có rồi nha cô chú anh chị nha. Sạch sẽ chưa? Đó, trần nỉ hết nguyên bản nguyên rin nhá. Xe liền lẹt sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Khá là ok. Đó là phong dáng của em Innova hàng G. G xịn nha bà con. Nè anh chị nè, nói về nắp cabo nè. Nắp cabo của em nó nè. Bao trước cho bà con nha. Nắp cabo, nắp cabo rin nha, tôn nè. Mỏng cực kỳ keo rồi. Keo rin hết toàn tập nè. Keo rin hết toàn tập nha, từ những con tán nè. Con tán nắp cabo là chưa có dấu hiệu mở luôn bà con. Được chưa? Xe sạch sẽ vô cùng. Nè, mặt keo nè. Mặt keo rin chưa mở nè. Nói chung tùy vào cái mẫu xe chủ nhà chạy thôi. Người ta chạy ít chạy, người ta chạy kỹ thì chắc chắn rồi. Mặt keo nó sẽ chưa có mở nha cô chú anh chị nha. Chưa cái canh chỉnh lại cam cò còn dằn nè. Đây là dằn nguyên bản nguyên rin, sẽ có mặt tem nguyên bản của xương ngang. Hai bên xương hông nối liền. Nối liền bên trụ trụ E nè. Đây cô chú anh chị, đây là hai bên lường. Không có dấu hiệu là móp méo. Đi đôi là ABS đầy đủ các tính năng rồi. Em đã sử dụng 4 van xả phấn son 7 màu của đời 2006 còn nguyên rin luôn. Được chưa? Keo nè. Keo rin nha cô chú anh chị nha. Máy rin số rin. Ok chưa? Đó, sạch sẽ chưa? Cục máy nổ khá là êm. Mấy cái mẫu Innova máy xăng chả bây giờ có chuyện độ hơi đâu. Và hai bên của em nó nè. Hai bên máy trong nè. Máy trong là đẹp nha. Đó, không cứng không lỗi luôn. Ít tiền là ở đây.
Nói chung mẫu này Trần Anh mua vé cũng tới rồi nha. Hôm nay về mẫu này để tiền phục vụ cho bà con cô bác đây. Hơn 200 Innova, nồi đồng cối đá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Sơn si là không tì vết đâu. Sơn si là cực kỳ là ok nha. Gạt mưa phía sau là đèn đóm phía sau rin hết rồi cô chú anh chị. Và đây là hai bên là bon điện nè. Bon điện còn đẹp như thế này. Đây là tán trong nè. Đó, tán trong ok không cô chú anh chị? Được chưa? Xe không cứng không lỗi, 7 chỗ ngồi nha. Ở phía sau chúng ta sẽ có hai băng ghế ở trong. Và cô chú anh chị cũng có thể treo ghế lên. Dàn lạnh thì một trước hai sau thôi. Máy lạnh đang hoạt động ổn định, rô tin thước lái, bánh chè ok luôn. Ok chưa? Đó, bành là bành ủi máy bơm nha. Tivi, tủ lạnh, nồi cơm, điện đài, công tơ, cassette, đồng hồ. Đồ xe không dùng nữa thì bán cho Trần Anh đi. Được chưa bà con? Số rin nè. Số cực kỳ là ok nha. Gầm nè. Áo chị thấy phần gầm không? Gầm của em 206 nè. Đó, gầm cửa bắp đẹp không? Không có mục mọt đâu nha. Đó là mẫu này dẫn động toàn bộ hệ thống cầu sâu. Cao ráo, to con, đẹp trai. Nhìn phát kiết. Đèn trước sử dụng là đèn halogen hết toàn bộ nè. Ok chưa? Em khép lại chương trình tại đây này là Trần Anh. See you and goodbye.